Mến chào các em học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay thầy và các em cùng nhau nghiên cứu một nội dung mới trong chương trình toán lớp 9. Đó là chương 1 về căn bậc 2 và căn bậc 3. Cụ thể chúng ta sẽ vào bài học đầu tiên là bài căn bậc 2. Ở lớp 7, ta đã biết căn bậc 2 của một số A không âm là số x sao cho x bình phương bằng A. Số dương A có đúng hai căn bậc 2 là hai số đối nhau. Số dương ký hiệu là căn A và số âm ký hiệu là trừ căn A. Số 0 có đúng một căn bậc 2 là chính nó ký hiệu. Căn của 0 thì bằng 0. Để làm rõ hơn, ta đi tìm căn bậc 2 của các số sau đây. 9, 4 phần 9, 0,25 và 2. Ta dễ dàng tìm được căn bậc 2 của 9 là 3 và trừ căn 3. Căn bậc 2 của 4 phần 9 là 2 phần 3 và trừ 2 phần 3. Căn bậc 2 của 0,25 là 0,5 và trừ 0,5. Cuối cùng, căn bậc 2 của 2 là căn 2 và trừ căn 2. Vậy trong căn bậc 2 của các số 9, 4 phần 9, 0,25 và 2, nếu chúng ta chỉ quan tâm đến các con số 3, 2 phần 3, 0,5 và căn 2, thì những số này liệu có tên gọi khác hay không? Thì chúng ta có một tên gọi khác. 3 là căn bậc 2 số học của 9, 2 phần 3 là căn bậc 2 số học của 4 phần 9, 0,5 là căn bậc 2 số học của 0,25 và căn 2 là căn bậc 2 số học của 2. Chúng ta vào nội dung tiếp theo. Vậy thì căn bậc 2 số học của một số là gì? Chúng ta có định nghĩa sau đây. Với số A dương, số căn A được gọi là căn bậc 2 số học của A, số 0 cũng được gọi là căn bậc 2 số học của 0. Đây là định nghĩa về căn bậc 2 số học của một số A dương. Chúng ta nhấn mạnh một lần nữa, căn A được gọi là căn bậc 2 số học của A. Chúng ta có ví dụ sau đây. Căn bậc 2 số học của 25 là căn 25. Chúng ta có thể rút gọn được bằng 5. Căn bậc 2 số học của 6 sẽ là căn 6. Vậy thì một cách tổng quát chúng ta sẽ có điều sau đây. Với A là một số không âm, ta có bằng căn bậc 2 số học của A thì điều này tương đương với x phải là một số không âm và bình phương của x sẽ bằng A. Để làm rõ hơn điều này chúng ta vào chấm hỏi 2. Tìm căn bậc 2 số học của các số sau 49, 64, 81 và 1,21. Thì chúng ta dễ dàng tìm được căn bậc 2 số học của 49 là bằng 7. Chúng ta có thể áp dụng phần chú ý trên để làm. Ở đây chúng ta thấy con 7 sẽ tương ứng với lại con x. Căn 49 sẽ tương ứng với căn A. Lúc này chúng ta thấy tương đương với 7 sẽ lớn bằng 0 và bình phương của 7 là bằng 49 theo đúng phần chú ý ở trên. Tương tự như vậy, chúng ta có thể tìm được căn bậc 2 số học của 64 là 8, của căn bậc 2 số học của 81 là 9 và căn bậc 2 số học của 1,21 là 1,1. Vì sao? Thứ nhất, đối với căn 64 thì chúng ta tìm được là bằng 8, lý do 8 bình phương là bằng 64 và 8 lớn hơn hoặc bằng 0. Tương tự cho căn của 81 và căn của 121. Với cách tìm căn bậc 2 số học của một số không âm thì người ta gọi đó là phép khai phương hay gọi tắt là khai phương. Ngoài phép toán khai phương, chúng ta còn có phép so sánh các căn bậc 2 số học. Chúng ta có định lý sau đây. Với hai số A và B không âm, tức A và B lớn hơn hoặc bằng 0, ta có nếu A nhỏ hơn B, thì điều này tương đương với căn của A nhỏ hơn căn của B. Chúng ta có ví dụ sau đây, so sánh 1 và căn 2. Thì việc đầu tiên chúng ta đi tìm xem số nào có căn bậc 2 số học là 1 và số nào có căn bậc 2 số học là căn 2. Ta dễ dàng tìm được một có căn bậc 2 số học là 1 và hai có căn bậc 2 số học là căn 2. Thì ta có phép so sánh 1 hiển nhiên phải nhỏ hơn 2. Điều này tương đương với căn của 1 nhỏ hơn căn của 2 áp dụng định lý ở trên. Và điều này cho chúng ta được kết luận là 1 sẽ nhỏ hơn căn của 2. Tương tự chúng ta có câu B. So sánh 2 và căn 5. Chúng ta cũng làm một động tác tương tự. Chúng ta thấy rằng
Căn bậc 2 số học của 4 là 2 và căn bậc 2 số học của 5 là căn 5. Chúng ta có phép so sánh 4 thì nhỏ hơn 5. Điều này tương đương với căn của 4 nhỏ hơn căn của 5. Và chúng ta có được kết luận là 2 sẽ nhỏ hơn căn của 5. Với hai ví dụ này, chúng ta có thể tự làm chấm hỏi 4 so sánh 4 và căn 15 và căn 11 với 3. Các bạn có thể tự làm phần này dựa vào hai ví dụ ở trên. Ví dụ số 3. Tìm số x không âm, biết ở câu A căn của x lớn hơn 2. Câu B căn của x nhỏ hơn 1. Ở đây chúng ta phải hiểu là căn x ở đây là căn bậc 2 số học của x. Chúng ta xét câu A. Vì căn của x lớn hơn 2. Ở đây chúng ta sẽ đi tìm xem căn bậc 2 số học của số nào thì bằng 2. Rõ ràng chúng ta dễ dàng tìm được đó là căn của 4. Và vì x là một số không âm nên chúng ta có điều sau đây. Căn của x sẽ lớn hơn căn của 4 và điều kiện ở đây x là một số không âm, x lớn bằng 0. Từ đây chúng ta suy ra được một điều tương đương sau đây. Áp dụng định lý ở trên. Căn x lớn hơn căn 4 thì chúng ta sẽ có x lớn 4 cộng thêm điều kiện là x lớn hơn bằng 0. Vậy để cho ra một kết quả cuối cùng, chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì các bạn quan sát. Đầu tiên, đối với x lớn 4, thầy sẽ vẽ trục số. Với x lớn bằng 0, thầy cũng vẽ trục số. Ở đây chúng ta thấy x lớn hơn 4 và x lớn bằng 0, người ta dùng một dấu ngoặc nhọn. Ở đây được hiểu nó tương đương với chữ và. Thì lúc này chúng ta phải gộp cả hai trục số này lại để có được kết quả cuối cùng. Các bạn quan sát. Vậy thì với x lớn hơn hoặc bằng 0 và x lớn hơn 4, chúng ta có được kết quả cuối cùng là x lớn hơn 4. Vì sao? Vì một số lớn hơn 4 hiển nhiên phải lớn hơn hoặc bằng 0. Chúng ta có được kết quả cuối cùng ở đây là x lớn hơn 4. Tương tự cho câu B, chúng ta lần lượt có hai trục số là x nhỏ hơn 1 và x lớn hơn hoặc bằng 0. Thì khi chúng ta gộp hai trục số này lại, chúng ta sẽ có được kết quả cuối cùng là x lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn 1. Phần này các bạn có thể tự trình bày dựa vào hướng dẫn ở câu A. Tương tự như vậy, các bạn có thể làm cho mình chấm hỏi số 5, giống như hướng dẫn ở trên. Với câu A tương tự như câu A ở ví dụ 3 và câu B tương tự ở câu B ở ví dụ 3. Chúng ta sang nội dung tiếp theo các bạn nhé. Kết thúc ví dụ thứ ba, chúng ta có thể nắm được thế nào là căn bậc 2 số học của một số A không âm. Làm thế nào có thể so sánh các căn bậc 2 số học với nhau. Để tiếp tục bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ sang nội dung tiếp theo. Căn tức bậc 2 và hàng đẳng tức căn qua bình phương bằng trị đối của A. Chúng ta vào ý thứ nhất ở phần này. Đó là căn tức bậc 2. Căn tức bậc 2 ở đây thầy xin phép định nghĩa như sau. Với A là một biểu thức đại số, người ta gọi căn A là căn tức bậc 2 của A. Còn A được gọi là biểu thức lấy căn hay biểu thức dưới dấu căn. Ở đây chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi như sau. Căn A hay căn tức bậc 2 của A xác định hay có nghĩa khi nào? Chúng ta sẽ có câu trả lời sau đây. Căn A hay căn tức bậc 2 của A xác định hoặc có nghĩa khi A lớn hoặc bằng 0, tức là biểu thức dưới dấu căn không âm. Để làm sâu hơn và rõ hơn và áp dụng vào bài tập như thế nào, chúng ta sẽ xem ví dụ thứ nhất. Ở ví dụ 1, chúng ta có căn tức bậc 2 của 2x-6 xác định khi. Việc đầu tiên ở đây các bạn phải xác định được biểu thức dưới dấu căn ở đây là gì. Thì rõ ràng biểu thức dưới dấu căn ở đây là 2x-6. Thì việc tiếp theo chúng ta chỉ cần cho biểu thức dưới dấu căn là 2x-6 lớn hơn bằng 0. Áp dụng việc giải bất phương trình, chúng ta dễ dàng tìm được x lớn hơn bằng 3. Và kết luận với x lớn bằng 3 thì căn tức bậc 2 của 2x-6 xác định. Chúng ta có vào tập thứ nhất. Với giá trị nào của x thì mỗi căn tức sau có nghĩa. Ở câu A là căn của 5 trừ đi 2x. Câu B là căn của x phần 3. Áp dụng ví dụ 1,
chúng ta có thể dễ dàng giải hai bài toán này. Ở câu A, việc đầu tiên chúng ta xác định biểu thức dưới dấu căn là 5 trừ đi 2x. Áp dụng việc giải bất phương trình, chúng ta dễ dàng tìm được x nhỏ hơn bằng 5 phần 2. Và kết luận của x nhỏ bằng 5 phần 2 thì căn của 5 trừ đi 2x có nghĩa. Tương tự cho câu B, việc đầu tiên chúng ta cũng xác định biểu thức dưới dấu căn là x phần 3. Vậy căn thức bậc 2 của x phần 3 có nghĩa khi x phần 3 không âm. Điều này tương đương với x lớn bằng 0. Và chúng ta kết luận được với x lớn bằng 0 thì biểu thức căn x phần 3 có nghĩa. Chúng ta xem nội dung thứ hai trong phần này. Hằng đẳng thức căn của A bình phương bằng trị đối của A. Chúng ta có định lý như sau: với mỗi số A, ta có căn của A bình phương bằng trị đối của A. Phần chứng minh các bạn có thể xem sách giáo khoa. Chú ý, nếu A lớn là một biểu thức, thì chúng ta có căn của A lớn bình phương bằng trị tuyệt đối của A, tức là căn của A lớn bình phương bằng A nếu A lớn là một biểu thức không âm. Tương tự, căn của A lớn bình phương sẽ bằng trừ A nếu A lớn là một biểu thức âm. Chúng ta sẽ áp dụng phần định lý, phần chú ý để giải bài tập số 2 sau đây. Ở bài tập này, câu A nó yêu cầu mình tính căn của 11 bình phương. Chúng ta sẽ áp dụng nguyên tắc sau đây. Các bạn áp dụng nguyên tắc bỏ bình phương bỏ căn thêm trị tuyệt đối. Thì chúng ta sẽ có là bỏ bình phương bỏ căn thêm trị tuyệt đối, chúng ta sẽ có căn của 11 bình phương. Sau khi bỏ bình phương bỏ căn, chúng ta sẽ có thêm trị tuyệt đối là bằng căn 11 sẽ bằng 11. Tức là ở đây chúng ta đang áp dụng phần định lý. Tương tự ở câu B, chúng ta cũng áp dụng nguyên tắc là bỏ bình phương bỏ căn, chúng ta sẽ được là căn của trừ 0,3 tất cả bình phương bằng trị tuyệt đối của trừ 0,3 bằng 0,3. Ở câu C, các bạn quan sát câu C thì phần nằm trong dấu ngoặc là một biểu thức. Lúc này chúng ta phải sử dụng phần chú ý để giải câu C. Đầu tiên chúng ta thấy 3 trừ đi căn 11 nó tương ứng với biểu thức A lớn. Vậy việc đầu tiên của chúng ta vẫn áp dụng nguyên tắc là bỏ bình phương bỏ căn thêm tuyệt đối. Việc thứ hai, để bỏ tuyệt đối chúng ta phải xét xem là biểu thức 3 trừ đi căn 11 là biểu thức không âm hay biểu thức âm, để chúng ta lựa chọn trường hợp cho hợp lý. Nếu nó là biểu thức không âm thì chúng ta bỏ tuyệt đối đi là được. Còn nếu nó là biểu thức âm thì khi chúng ta bỏ trị tuyệt đối đi, chúng ta phải thêm cho nó một dấu trừ phía trước của biểu thức đó. Và khi thêm dấu trừ, lưu ý các bạn nhớ bỏ cái biểu thức vào trong ngoặc. Vậy thì việc xét cái biểu thức 3 trừ đi căn 11 để biết nó không âm hay âm, chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ sử dụng việc so sánh các căn bậc hai số học. Chúng ta quay lại kiến thức hồi nãy chúng ta đã đọc. Vậy để so sánh thì chúng ta so sánh như thế nào? Ở đây cụ thể chúng ta sẽ đi so sánh 3 và căn 11. Việc đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm xem số nào có căn bậc hai số học bằng 3 và số nào có căn bậc hai số học là căn 11. Thì dễ dàng chúng ta tìm được số 9 có căn bậc hai số học là 3 và số 11 có căn bậc hai số học là căn 11. Chúng ta đem hai số 9 và 11 đem so sánh với nhau thì rõ ràng 9 sẽ nhỏ hơn 11. Thì từ đó chúng ta suy ra được là căn của 9 sẽ nhỏ hơn căn của 11. Và điều này đưa đến kết luận là 3 sẽ nhỏ hơn căn 11. Và từ đó chúng ta có thể kết luận được biểu thức 3 trừ đi căn 11 là một biểu thức âm. Vậy khi bỏ trị tuyệt đối đi, chúng ta sẽ thêm trước biểu thức này dấu trừ. Và lưu ý nhớ bỏ biểu thức này vào trong ngoặc khi thêm dấu trừ. Và động tác cuối cùng là đằng trước dấu ngoặc là dấu trừ, bỏ ngoặc thì chúng ta đổi dấu, được kết quả cuối cùng là căn 11 trừ đi 3. Tương tự cho câu C thì câu D cũng làm tương tự như thế. Ở câu D chúng ta cũng làm động tác đầu tiên
là bỏ bình phương, bỏ căn thêm trị tuyệt đối, chúng ta sẽ có được là trị tuyệt đối của 2 trừ căn 3. Tiếp tục làm động tác tương tự là đi kiểm tra xem biểu thức 2 trừ căn 3 là biểu thức không âm hay biểu thức âm bằng cách đem so sánh 2 với căn 3. Và khi thực hiện động tác tương tự như câu C, chúng ta sẽ suy ra được là 2 và căn 3 thì rõ ràng căn 3 nhỏ hơn 2. Từ đó chúng ta có được kết quả là 2 trừ căn 3 là một số dương. Và khi 2 trừ căn 3 là một số dương, chúng ta bỏ trị tuyệt đối, chúng ta giữ nguyên kết quả là xong. Chúng ta sang phần tiếp theo, nâng cao lên một chút. Bây giờ chúng ta làm việc với các con số, bây giờ chúng ta nâng lên một chút là chúng ta làm việc với các chữ. Chúng ta sang bài tập số 3 là rút gọn cái biểu thức. Ở bài tập số 3 này thì các bạn nhìn vô, các bạn sẽ thấy rằng ở câu A, câu B, câu C ngoài số nó còn có chữ. Nhưng lúc này chúng ta phải hiểu rằng khi có chữ thì lúc đó nó là biểu thức xác định luôn, nó là biểu thức. Chúng ta áp dụng phần chú ý vào bài này để chúng ta làm. Và lưu ý các bạn thấy là ở câu A, câu B nó có điều kiện kèm theo. Chúng ta dựa vào điều kiện này để chúng ta có thể xác định được cái biểu thức đó là biểu thức không âm hay là biểu thức âm. Riêng câu C nó không có điều kiện kèm theo thì một chút nữa tới câu C chúng ta sẽ cụ thể như thế nào. Đầu tiên ở câu A, chúng ta áp dụng một nguyên tắc bất di bất dịch là bỏ bình phương, bỏ căn thêm trị tuyệt đối. Và chúng ta sẽ đó là căn của x trừ 2 tất cả bình, bỏ bình phương, bỏ căn thêm trị tuyệt đối x trừ 2. Và nó bằng luôn x trừ 2, lý do với điều kiện x lớn hơn 2 thì x trừ 2 là một biểu thức không âm. Tương tự cho câu B, cũng bỏ bình phương, bỏ căn, chúng ta thêm tuyệt đối thì chúng ta sẽ có được là căn của x bình phương bằng trị tuyệt đối của x, nó bằng trừ x, do với x nhỏ hơn 0 thì x là một biểu thức âm. Sang tới câu C, chúng ta cũng làm với nguyên tắc từ nãy giờ là bỏ bình phương, bỏ căn thêm trị tuyệt đối. Nhưng ở câu C nó không có điều kiện kèm theo, chúng ta phải chia hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, x cộng 1 là một biểu thức không âm và x cộng 1 là một biểu thức âm. Thì ở trường hợp đầu tiên với x cộng 1 là một biểu thức không âm, chúng ta sẽ suy ra được là x lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Với điều kiện x lớn bằng 1 trừ 1, với điều kiện x lớn hơn hoặc bằng trừ 1, ta có x cộng 1 là một biểu thức không âm. Thì lúc này bài toán của chúng ta là căn của x cộng 1 tất cả bình sẽ bằng trị tuyệt đối của x cộng 1 bằng x cộng 1. Trường hợp thứ hai, với x cộng 1 là một biểu thức âm, chúng ta sẽ có được x nhỏ hơn hẳn trừ 1. Thì lúc này bài toán của chúng ta sẽ là căn của x cộng 1 tất cả bình bằng trị tuyệt đối của x cộng 1 sẽ bằng trừ mở ngoặc x cộng 1. Các bạn lưu ý là khi chúng ta bỏ trị tuyệt đối mà biểu thức là biểu thức âm thì nhớ đặt trước kết quả dấu trừ và thêm dấu ngoặc vào cho biểu thức. Thiếu dấu ngoặc là xem như chúng ta sai nha các bạn nhé. Vậy các bạn thấy ở câu C khi nó không có điều kiện kèm theo, giống như câu A với câu B thì chúng ta phải xét hai trường hợp ra. Một trường hợp thứ nhất là nó không âm, một trường hợp thứ hai là nó là biểu thức âm. Chúng ta sẽ làm thêm một bài tập nữa để củng cố thêm kiến thức mà chúng ta đang học. Đó là bài số 9, sách giáo khoa, trang 11. Tìm x biết. Ở đây chúng ta có hai câu, câu A và câu B. Thì rõ ràng chúng ta nhìn vô đây chúng ta thấy là căn của x bình phương biết ngay là phải áp dụng phần chú ý, bởi vì ở đây x là một biểu thức. Đầu tiên, chúng ta sẽ có câu A, căn của x bình phương bằng 7. Thì căn của x bình phương chúng ta đưa về trị tuyệt đối của x, 7 chúng ta viết lại, lúc này chúng ta sẽ có dạng toán là trị tuyệt đối của A bằng B.
Cái này chúng ta học lớp 8 rồi, lúc này chúng ta sẽ dễ dàng suy được hai giá trị viết là x bằng trừ 7 và x bằng 7. Tương tự đối với câu B. Câu B chúng ta cũng đưa căn của x bình phương về trị đối của x, và trị tuyệt đối của trừ 8 thì bằng 8. Lại có dạng trị đối của A bằng B, và dễ dàng tìm được hai giá trị của x là x bằng 8 và x bằng trừ 8. Thông qua những gì mà chúng ta học và các ví dụ minh họa và những bài tập áp dụng thì các bạn có thể nắm được nội dung của bài học ngày hôm nay, là bao gồm thứ nhất, thế nào là căn bậc hai số học của một số, so sánh các căn bậc hai số học, thế nào là căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn của A bình phương bằng trị đối của A. Về nhà các bạn có thể rèn luyện thêm bằng các bài tập bài số 4 sách giáo khoa trang 7 và các bài 11, 12, 13, 14, 15 sách giáo khoa trang 11. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Thân ái chào các bạn, chúc các bạn được nhiều sức khỏe để vượt qua mùa dịch này. Hẹn gặp lại các bạn trong tiết học sau. Xin chào các bạn.